Thì anh em xó cái miếng vá bố chéo bố thẳng, hình bông hình chữ nhật anh em nha. Đây một số cái miếng vá lốp này anh em nha. Đây từ nhỏ tới lớn này có bố này, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Cái này thì CT10, CT10 HD, CT12, CT12 HD, CT14. Và cái này là CT40. Này CT33, CT35. Này là CT45 anh em nha. Đây. Số cái miếng vá đó. Quay một số cái mẫu miếng vá lớn nha, có bố nha anh em. Còn miếng vá nhỏ thì có một số cái miếng vá nhỏ đây. Anh em nha, kích thước 10 11 à, số 10 35 ly, số 11 45 ly và số 12 4 phẩy. Số 12 60 ly anh em nha, đủ loại miếng vá. Từ lớn tới nhỏ nha, hai quay Ấn Độ WeFix S anh em nha. Đây là keo nước thì đủ loại anh em nha, TD là Van Test Maruni đầy đủ anh em nha. Còn đây là cái miếng vá Maruni nè, vĩ nè anh em nha, đủ loại lớn nhỏ 34 45, máy 60 tùm lum. Nói chung là một loại đầy đủ keo miếng vá cho anh em nha anh em. Anh em nào cần chi tiết miếng cỡ nào thì mình báo em để em báo giá nha. Và anh em mua thì anh em phải liên hệ mình, thì anh em nên chẳng hạn như anh em cần cái miếng kích thước tầm bao nhiêu thì anh em nói rõ để mình báo cho dễ nha. Tuy nhiên lúc anh em mua có một loại mà anh em bảo là báo giá hết tất cả các loại thì nói thật sự là mình không có thời gian để mình báo cho anh em đâu. Nhiều anh em thì cứ bảo là gửi hết giá rồi chụp hết hình từng cái ra thì mình cũng không làm được anh em nha. Rồi anh em nào mua thì liên hệ mình nha. Mình chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp anh em ở video sau nha.